Antonio King asked us to come back and visit the household with the Em ơi. Em ơi. Dậy đi, dậy đi. Đây cả nhà này đúng không? Không, không phải. Nhà mẹ con đấy, hay một mình phòng này. Phòng mình phòng này, đây là đúng mấy em này đến xin cho quà nha. Khẩu trang mà em. Khỏi 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 khẩu trang được. Khỏi khẩu trang, không cần khẩu trang đâu, bật đèn lên được rồi, không cần khẩu trang. Lấy tích cô bé này thì tôi cho chị xem đi sang thôi. Alright, this is Antonio King asked us to return to this this room. Sao mà kệ cô sao? And chào. Chào em. Chào. Xin chào. Em tên là gì nhỉ? Tên là Thảo đúng không? Ở Nghệ An đúng không? Yeah, the Nghệ An crew. Thảo Nghệ An. Làm là nghề lao động, nghề tự do. Đang ở dịch gì? Anh trai ở đâu? Anh trai đâu? Anh đi Hả? Về quê đúng không? Không, lấy đồ em. À đi lấy đồ, anh đi lấy đồ. Sao nhà chị hôm qua bảo là ai về quê? Anh đưa nào được về quê hôm qua? Béo ơi. Anyways, hôm qua ai bảo ai về quê? Cho mấy đứa nào về quê? Thôi mình nói làm xong việc này chứ. Mấy đứa ở đây nói xong. Làm bây giờ vẫn đang mất dịch, bọn em vẫn ở nhà đúng không? Không đi làm nghề, không làm gì được đúng không? Thế là phát đi. Thế đây mời hôm nào chị vào quay bọn em ấy thì có nhà tài trợ đấy. Để gửi cho bọn em thì bọn chị có chút quà gửi cho em. Ok, rồi mời gửi 2 triệu đi. Mỗi người 2 triệu à? À 2 triệu hai người gì? À? À đây 2 người, mỗi người 1 triệu nhá. Em nhận được chị. So we're giving them 2 million, 1 million each. Đây nhận đồ cho chị nhá, thì giờ đang mùa dịch khó khăn thì chị giúp đỡ cho nhá. Mỗi người 1 triệu đấy thì cho tôi giao em này. Này em này, cầm với chị ạ. Kín lắm, kín lắm rồi, vào bên kia cầm đi. Chia như nào không? Rồi rồi. Đây bọn chị có chút quà đấy nhá, thì giúp đỡ cho em qua mùa dịch nhá. Rồi rồi. Xong bọn em mà chị mà kêu được gọi nữa thì sẽ giúp cho bọn em nữa nhá, thì vì cái dịch này nó kéo ra còn dài ấy. Bọn em xa nhà vất vả, đúng không? Đấy, bao giờ mình ở quê thì mình phải vất vả hơn người đây. Thì mình phải đi thuê nhà, phải gấp đôi người đây, mình nên là mình phải làm cái gì, mình phải tiết kiệm. Đấy, đúng không? Người ta có nhà đây, người ta không... We'll just walk out halfway through to help talking, see how she reacts. Thì lúc trước mình cũng quay... quay mà Mộc Châu, gửi lên, kêu gọi cho... Kêu gọi thì mọi người sẽ ủng hộ cho em. Thì bà sẽ em lên để phát quà cho em nhé. Cảm ơn chị. Cũng vẫn ở đấy, nhà em hai ba đứa thì hôm qua một đứa, hai đứa cháu nó cũng dân tộc nó vẫn ở đây không, hai đứa hôm qua, hai đứa dân tộc với một đứa con nhà em là hai đứa dân tộc về quê rồi. Vâng, hai dân tộc ở đầu này thì ở bên kia vẫn còn, bên kia vẫn còn, bên còn mấy đứa còn, còn một đứa dân tộc, thế là một đứa thằng em nữa, người Phúc, người Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc còn hai đứa, bốn đứa, thì hai đứa về quê sau dịch này nó đi về được, nó trốn kiểu gì? Không phải là trốn mà em phải làm giấy tờ nhà nó nghe không? Về quê như thường mà về vẫn kiểu là vẫn bắt tiêm hai mũi, nhưng mình không có hộ khẩu ở đây. Đấy, các cháu xuống đây đi làm nhưng mà bây giờ không có hộ khẩu ở đây, đi về tôi nói khó mãi, thì các chú vẫn cho vào tỉnh để đi cách ly. À về tỉnh cách ly, về được nhưng mà phải đi cách ly. Đấy, đi cách ly không được. Đây ngoài cho đây còn một em dân tộc. Đấy. Tiêm mũi PTR 750 đấy. Anh là xin giấy các thứ là các cháu về, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn em. Chào em. Giờ quay dân tộc. Họ còn đây. Em ơi. Alright, the Hill Tribe guys are apparently still here. Dành nhận quà nhé đây, nó đang chỉ đến đây. Dậy đi. Ngủ quên ăn hả? Ngủ để quên ăn. Ôi giời ơi, mỏi hết cả chân. Mỏi chưa nhỉ? Chị thì không mỏi, bình thường. Tùng đi nước mưa về còn ốm mới biết rồi đấy. Thôi em đại diện em cầm được. Em ơi, thôi anh đại diện. Ở đây ra ngoài này.
cửa sổ cứ siết là cứ mở tung tóe, cửa sổ cứ mở ra cho nó thoáng, cho nhìn lại không thấy gì, chỉ nhìn thấy cửa sổ cái mở. Xong nó bị xịt lốp sang bên. Có hiểu không? Hả? Không. A few moments later. Rồi. Yeah, we got one guy from Vĩnh Phúc. Bạn là Vĩnh Phúc. Anh từ Vĩnh Phúc à? Vĩnh Phúc đúng rồi. Bạn làm nghề nghề thợ hồ. Còn hai bạn Đà Nẵng thì đi về đúng không? Vâng. Hai bạn Đà Nẵng đi về được, có xe về được. Vâng. À thế à? Rồi hai người về Đà Nẵng. Đà Nẵng, hai người về Đà Nẵng, còn bạn này là người Dao mà hôm nọ mình phỏng vấn thì bạn vẫn đang ngủ. Đấy, bạn ngủ để quên ăn. Thì hai em kia tại sao về quê à? Đúng ý là trên đây không có việc làm thì họ cũng chẳng muốn chờ qua một dịch, sợ là nó kéo dài. Sợ dài. Kéo dài nữa. Mà không có tiền giả, tiền trọ, tiền ăn, tiền uống, nhiều cả chi tiêu ấy. Thế họ đi về quê. Cũng khổ hả? Cũng khổ mà. Cái nhà tài trợ này thì luôn là đầm mấy đâu. Thì các bạn này thuê nhà một tháng đó, mất 2 triệu thôi không? Thuê triệu, 2 triệu mà? 1.7 triệu. 1.7 triệu. Em thì vẫn ở đây thôi chứ còn về thì chưa chắc đã về. Chưa chắc là về, bạn vẫn ở đây còn cố tìm việc đúng không? Mà nếu kéo dài đến lúc qua năm thì sao ý, là chẳng là dỡ lại. Không, em nghĩ là sẽ chả có trường hợp đâu. Trường hợp nó xấu nhất thì nó giãn cách thêm đợt nữa rồi. Đúng rồi. Cuối năm em ở quê đây mình phải chịu khó, tại vì người ta có ở nhà đây ấy, thì người ta sẽ đỡ vất vả hơn mình. Mình không có nhà đây mình vất vả gấp đôi lần, thấy chưa? Mình phải tiết kiệm hơn, chăm chỉ hơn, vất vả hơn. Chị giao 1 triệu cho mỗi người đó. Mỗi người 1 triệu. Nào bạn kêu dậy nhận được tiền không? Thôi đại diện. Đại diện cho bạn nhá, cầm một bạn người giao này. Đây của em, của bạn người giao nhá. Rồi. Rồi, chị cảm ơn nhá, chị đi nhá. Chị cố gắng nhá. Vâng, cảm ơn anh chị ạ. Ok. Nào bây giờ tôi đang I'm ready for at least trường nhóm trường mà nó cả. I don't believe you. Quyền. You don't look poor. You look rich. You have a lot of money. You have more money than anyone here. True? No. Bữa hay có để tuần sau vậy. Đợt sau nó không cao không thì biết là nó cấm căng không? Ai ở đó bắt được đấy không? Đợt sau thì không biết là có lẽ rồi nó trốn trong xe nè. Đi. Đi à? Anh đi từ sáng rồi ạ? Đi từ sáng. Từ sáng. Thì, có cái gì đâu. Bình thường. Nè, quay con mèo nè. Quay con mèo. Lúc trước thấy nó bệnh nữa không? Không phải bệnh hay ạ, kiểu đụng rồi. Nó rời rồi, cho nó luôn. Nó mắc xanh đẹp lắm. Bắt chuột nữa này, bắt chuột nhiều không? Không, chưa, mới nhỏ dậy xong bắt chuột được. Bạn mới được có 2-3 con. Nhỏ xíu, nhỏ bé mà. Chứ em ngủ con mèo, bên đêm thế ta là tóm hai con mèo, tay con mèo lên. Nó mà chân nó mà co lên là bắt chuột à? Không, mèo này thấy khờ khờ lắm à, không? Mèo này không. Chỉ ngắm thôi, con này lành lắm. Không gì nữa. Nó không có để ý cái gì á. Cô thương á. Em cũng muốn nuôi mèo á. Về đi. Về á. Về. Ôi xong rồi, hết rồi, cạn rồi, cạn xăng rồi. So we're gonna give 1 million to em Trang. Hôm nào bọn trước chị bọn đến đấy, thấy bọn em cũng hoàn cảnh đây. Trang, yeah, Mrs. Moon. Để cho bọn Trang nói đã Trang là Hey Moon đó. Trang là Trang. Trang, không phải Trang đâu. Trang chạy. Trang chạy. Đấy, đấy là ví luôn, là như thế thì mới được. Okay, so we're gonna give her 1 million to help with the family. She's got one kid, got one son. One son. Maybe you can explain. You know more about. And she had married with us. She very very poor because before. But you say everyone is poor. Huh? True. I think you go many people very poor. Not. Oh, okay. Ông nó nói chị đến với bọn em đấy thì thấy bọn em cũng hoàn cảnh đấy. Cũng đàn lao động tự do này, mất việc làm này. Mẹ hai con nhỏ nữa.
Các bạn chị có 1 triệu để ủng hộ cho em nhé. Em cảm ơn chị để nhiều. Qua mùa dịch cố gắng vậy nhé. Rồi. Cố gắng. Em hỏi tổ dân phố người ta bảo không, bởi vì khu chỗ em này toàn những người đi thuê trọ. Khu nó tập trung về khu này thôi, còn các khu kia còn mấy là cả khu này, khu này là bờ sông đúng không? Bây giờ trông nó như này, ngày xưa nó như kiểu một cái xóm mụn, xóm liều. Thì ngày xưa nó có sông mà nó bẩn mà, cái lớp sông kinh khủng. Đúng rồi, chị biết rồi. Dạ. Anh ấy xem đi nước nào ạ? Bên nước Úc. Úc à? Em thì chắc cũng nói được một chút tiếng Anh rồi, không ạ? Làm không ạ. Có cô em mà nói được. Cô em. Thì thoảng tí với tiếng, hơi giao tiếp. Không, nói nhiều à, nãy... Thật nói nhiều là lỗi như gì, hơn là phạm giang. Nói nhiều, nói như vậy là được. Không, chưa biết nhiều, nếu em biết nhiều từ mới em nói được. Thì ít dùng á, chứ này dùng nói thường xuyên á là mau thể hiện á. Nếu mà chị nói nhiều là chị biết đấy, đây đằng này chị không nói mấy. Cái từ vựng nữa, cái nét hết nhá. Thấy phát âm thì giỏi nhưng mà từ vựng nhá. Từ vựng đúng rồi. Vâng, vocabulary. Ừ, vocabulary á. Possible. Chút nữa kìa, tinh vi không đấy. What's this in English? Kitten. Cat, đi ôm giày. Kitten. No, kitten. Kitten is a baby cat. Ồ, em có đi làm được không? Kitchen là như là mèo kitchen. Con. À, chị làm chiều à? Kitchen là mèo con à? Vâng. Chị tưởng, bắt chị tưởng bếp là kitchen. 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 Ờ, không biết tí cô về bây giờ mà. Kitchen. Cô đang bảo lớn tụi mày chú ấy mà nghỉ thì là phải vẫn làm 2 ca thôi, không làm được 1 ca. Chicken.